Vâng, mình mang xin kính chào mọi người nhé. Hôm nay trời đẹp quá mọi người. Cái vườn dâu tây của anh Hoàng đây. Trời ơi, nó héo, héo khô này, thiếu nước này. Thiếu nước này mọi người ơi. Vườn dâu tây của anh Hoàng cũng đang ra hoa nha mọi người. Cũng đang có những cây ra hoa. Và anh Hoàng cũng mới cho thêm đất vào này. Cứ mỗi một chậu là anh Hoàng cho thêm rất là nhiều đất vào. Để... đất và phân nữa mọi người, đất và phân, phân bò ủ hoai mục nha. Đây này, phân này. Đó, và đất luôn. Phân này hoai lắm rồi. Và bây giờ vườn anh Hoàng nó đang phục hồi lại sau cái mùa hè mọi người. Năm nay anh Hoàng chỉ trồng thêm mấy chậu này thôi, mấy cái chậu màu trắng này thôi. Đó, ít thế này thôi anh chị các bạn. Nhìn cũng không được. Đây là cây bạch tuyết má hồng này, thì lên còn đẹp đẹp một chút, rõ hơi nấm phấn trắng này, quầy quầy nấm phấn trắng. Rồi cây anh đào này đó, thì bây giờ anh Hoàng sẽ tưới phân cho những cây dâu tây này nha. Lâu lắm rồi hôm nay mới tưới phân này. Ây chà, cho vào hai cái chậu, lấy hai cái xô này, bỏ nước vào trong hai cái xô này mọi người. Anh Hoàng sẽ để phân ở trong đây. Bên đây là những cái chậu dâu tây, chậu nhỏ, cái size nhỏ nha các bạn. Rồi mọi người hãy cho đầy nước vào trong hai cái xô này nha. Chỗ này là chỗ để phân của anh Hoàng này. Rồi anh Hoàng sẽ cho phân vào và mang ra tưới. Đây này, vừa rồi anh Hoàng có mua cái can phân cá nha các bạn này. Đây nha, cái can phân cá 5 lít này. Phân hữu cơ, thủy phân từ cá. Đấy, tưới cho rất là nhiều những loại trái cây đây này. Dứa này, rau này, cao su này, vân 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 vân. Đấy, lắc đều. Cái này anh Hoàng hôm nay mới khui nha mọi người nha. Đây là phân chuối này. Đây là dịch tỏi này. Trong này là dịch tỏi. Đây, cái chai dịch tỏi này. Rồi canxi bo này. Đây, canxi bo đây mọi người này. Cái này là sẽ kích thích cây nảy mầm nha. Nano đồng, nano bạc. Đấy. Những cái bình này dùng rất là lâu. Rất là lâu anh chị các bạn. Rồi. Còn đây nữa là nấm chi cô nẹt ma, tưới vô thêm cho nó có thêm chất anh chị các bạn. Rồi bây giờ anh Hoàng sẽ khui cái bình phân cá ra nha. Không biết có tốt hay không nữa, lần đầu tiên sử dụng cái phân cá này. Ây da, khá là chắc. Tay trơn quá. Đây, mãi mới khui được cái phần cá nha các bạn. Ý giời, sệt sệt này. Rồi. Giờ sẽ cho phần cá vào trước anh các bạn nha. Cái này cũng gọi là ước lượng thôi, cũng không có cái cụ thể gì cả mọi người ạ. Đây, phần cá đây. Khá là mùi nha các bạn. Ôi, loãng lắm. Khả năng không ăn thua rồi nhỉ các bạn. Phần cá không biết có hiệu quả không nhỉ các bạn. Thúi lắm mọi người ạ. Rất là hôi. Rất là hôi nhỉ các bạn ơi. Trời ơi. Thúi rùm luôn. Rồi cho ít nấm chi cô đẹp ma vào. Trời ơi, nó thúi rùm luôn này nhỉ các bạn. Đúng là cái loại phân cá này bón xong thì hàng xóm họ sang họ chửi đấy. Chưa các bạn. Ôi trời, nó kinh khủng luôn. Nano bạc này, nano đồng này chúng ta chỉ cho mà vài giọt thôi nha các bạn. Cái xô này khoảng cỡ 15 lít. Nano đồng. Lâu lắm rồi mới bón phân cho dâu tây nha các bạn. Dạo này anh Hoàng cũng lười lắm. Ở đây là chai siêu bo này. Siêu bo chúng ta cho vào vài vài giọt thôi nhé. Đấy, vài giọt là được. Rồi nano đồng này. Những cái chai này dùng rất là lâu rồi nha các bạn. Rồi canxi bo. Giờ mới đến canxi bo.
Loại này nó khá là sệt mọi người. Đây, nó sệt sệt như này này. Là canxi bo. Cái này là phân vi lượng thì mình cho ít thôi. Trung vi lượng mình cho ít thôi. Cho đặc quá thì khi mình bón vào cây là cây nó sẽ hấp thu không được. Và cây nó sẽ bị cháy lá nhỉ các bạn. Cho liều lượng ít thôi. Điều này nó quan trọng lắm anh nhớ các bạn. Nhưng Hoàng luôn luôn hướng dẫn mọi người là sử dụng ít phân thôi. Nhất là những loại phân trung vi lượng. Vi lượng này. Rồi sau đó là chúng ta sẽ cho phân chuối vào nha. Phân chuối này anh Hoàng tự ủ này. Tự ủ. Đấy. Ôi trời ơi. Để lâu nó mục luôn cái nắp rồi. Mục luôn cái nắp này nhỉ các bạn. Kinh khủng thật. Ôi phân chuối. Ở trên nó có một cái lớp màng màu trắng trắng. Mục luôn cái nắp mới ghê nhé. Để lâu quá này nhỉ các bạn. Để ngoài nắng á. Thôi, ta lại để xuống đây. Rồi anh Hoàng sẽ cho một ít cái dịch tỏi vào. Dịch tỏi vào. Tỏi gừng các loại. Rồi. Để nó xua đuổi côn trùng. Rồi, rồi anh Hoàng sẽ mang ra bón. Mang ra vườn này nha các bạn, vườn ở ngoài bên kia. Trời cũng tối rồi nha các bạn nhé. Này làm hơi muộn. Rồi, khoắng cho nó đều lên này nha các bạn. Hỗn hợp. Biết bao nhiêu loại phân ở đây nha các bạn nhé. Rất nhiều. Rất nhiều những loại phân ở đây. Và giờ anh Hoàng sẽ tưới này. Này, cây pháp này nha các bạn này. Lên đã. Lấy dấu pháp này. Bên đây là hàn xeo quang, nhật amao, nhật kayonoka. Khá là nhiều loại ở đây. Cả bạch tuyết nữa. Đây, cây bạch tuyết này. Chỗ đây là cây hàn mới này nhỉ các bạn. Đây cây Mỹ Monterey này. Đây này, cây Mỹ Monterey này nhỉ các bạn này. Đây cái nhật Noka Berry. Đây bạch tuyết này. Đó, bạch tuyết nhìn nó khá là xanh tốt nha các bạn. Đây nhật Hana này. Đây cây Flamenco này. Trong đây là những cây nhật Hana. Hàn xeo quang. Đây nhật Hana này. Hana có mấy chậu rồi nhỉ các bạn. Đây. Nhật Hana thì nhìn cái lá nó xẻ cái lá nó nhiều hơn. Bên đây dâu Đài Loan này. Vườn Anh Hoàng là trồng những khoảng cỡ 20 loại dâu tây đây nhỉ các bạn. Khá là nhiều đấy. Đây Nhật là Hana, Đài Loan các kiểu. Đây bạch tuyết. Bạch tuyết nhìn mùa này nó lên cũng khá là tốt. Vừa rồi anh Hoàng có cho rất là nhiều đất vào. Khả năng là 2 xô là không đủ đâu mọi người.
Đài ráng ráng tưới cho nó đủ. Tuyết. Bữa nay trời nó không mưa, thời tiết nó nắng ráo đẹp như mọi người. Anh chào các bạn nha. Trời tối quá rồi. Mình sẽ dùng cái xô này tưới cho bên đây. Chắt bớt cái này sang luôn. Hy vọng là đủ. Hy vọng đủ nha các bạn. Rồi, tưới đến đây rồi. Phần cá nó khá là hôi. Mùi thum thủm á. Khá là khó chịu. Này cái mỹ này, cái mỹ đá này. Mỹ tù mỹ đá nó tốt ghê luôn á. Đây này, hai cái mỹ tù mỹ đá này. Trồng từ cái thời thất thập cổ La Hy nào rồi ấy. Đây cây dâu hàn này. Còn những cây mới trồng thì anh Hoàng sẽ không tưới nha. Chúng ta chỉ tưới vào những cây cũ thôi. Cây mới trồng mấy phân này vi lượng nó hơi nhiều. Nó đặc là nhiều khi tưới vào cây nó dễ chết lắm. Anh chị bạn cũng lưu ý cái điều đấy. Cây mới trồng là tưới cái chế độ phân nó khác. Đây là cái chế độ phân dành cho cây đã trồng lâu năm rồi. Nếu cây mới trồng thì mình sẽ hòa nó loãng hơn. Hòa thế này bón vào là chết ngay. Ôi, mấy cái chậu dầu dại. Mấy cái chậu này tưới cho nó đẫm đẫm lên. Này nó héo khô ấy này. Hôm nay anh Hoàng không có tưới nước. Để mục đích là tưới phân. Tưới phân thì mình không có tưới nước nha các bạn. Để phân nó hấp thu tốt hơn. Nếu mà cảm thấy phân nó đặc thì mọi người có thể tưới xong phân này xong bắt đầu tưới thêm nước vào nhé. Nó vẫn được nha mọi người. Đấy, xong. Còn một chậu bên kia nữa thôi. Tưới xong cho những cái chậu dâu tây của anh Hoàng. Rồi anh Hoàng sẽ ra tưới thêm cho những cái cây bên đây. Đây, cho anh chị các bạn xem cây mâm xôi này. Chết hết rồi. Còn một cái mâm xôi đen nè. Mâm xôi vàng ở cái chậu bên đây chết rồi. Mâm xôi đỏ cái chậu đây cũng khô hết rồi. Mình sẽ tưới bớt cho những cái cây bên đây nữa. Đây những cái chậu này anh Hoàng sẽ mục đích là trồng để bán cái cây chậu đây. Nhưng mà nhìn nó cũng hơi bé nha các bạn. Nó chưa được lớn. Mới có lớn nổi nữa không nha các bạn ơi. Lá cây nó rụng vô quá trời luôn. Không đủ rồi, không đủ tưới cho những cây này rồi. Thôi tưới tạm thôi.
tạm tạm rồi thôi chị các bạn. Rồi hết. Rồi sơ sơ tạm tạm nha các bạn. Xong. Vườn trồng nhiều nên là thứ hai xô không đủ. Rồi xin chào cho các bạn.